Mình không có đoán sai, cô ấy đã khám phá ra danh tính thật sự của cậu. Thời gian mà cậu che giấu thân phận thật sự với cô ấy càng lâu, chỉ làm cho cô ấy tổn thương. Cậu, tại sao cậu lại nói cho mình biết những điều này, để làm gì? Mình biết, cậu có thể nhìn xuyên thấu bên trong trái tim của những kẻ xấu xa kia, nhưng không hiểu một tí gì về trái tim của phụ nữ hết. Trái tim của phụ nữ hả? Hình như cậu vẫn chưa nhận ra. Ngay từ lần đầu tiên mà chúng ta gặp nhau, cậu có biết là mình đã yêu cậu rồi không?